Như vậy chúng ta sẽ có Lee Sin dầm tay nhìn trong tay của Gildo ở khu vực đi rừng, và đây là một cái đội hình mà có cái lượng sát thương khá là tốt bây giờ về sau khi mà họ sở hữu Jhin nha. Còn ngược trở lại thì bên phía của Rion thì họ đang có cái sự chuẩn mực nhất định, khả năng mà giao tranh chống chịu sẽ có đến từ cái bộ đôi top rừng của Rakdos và Poppy, KT roster hướng tới với một đội hình có được Victor, có được Jhin. Đồng ý, nhưng khả năng scale về late game đến từ Forbidden thì cũng không phải là tệ ở trong ván thi đấu này, với sự xuất hiện của Ryze và Caitlyn trong đó. Và đội hình của Forbidden là một đội hình có tiềm năng rất tốt về mặt chống chịu nha, với Sword ở khu vực trên ulti đánh Poppy đi rừng, và cả Ryze cũng có thể hướng lên cho mình những món trang bị chống chịu, cộng thêm với khả năng tạo giáp ở trên diện rộng của Kak'Ma nữa, thì việc hạ gục những thành viên đến từ Forbidden nó là một điều tương đối khó khăn. Rồi, cái kèo đối đầu trực tiếp khu vực đường dưới thì đang nghiêng về trong vị tướng Jhin nhiều hơn. Arya đang gặp nguy hiểm, anh ta kích bình để có được thêm cho mình đó cái lượng máu chủ động phép một trận tốc biến. Phía bên kia thì Swain đánh Wow. chặn một tình huống tổ chức vây hãm ba thành viên rất bất ngờ đến từ bên phía của Rion. Mặc dù đã phải mất đi cho mình đó tốc biến nhưng Arya cũng phải nằm xuống. Thông tin về cái hướng di chuyển của Sword khi mà Rascal cũng đang không nắm rõ được cái vị trí của đối Hena. phương. Và vừa rồi đó là tình huống mà Hena tốc biến rất nhanh để thoát khỏi pha du ngoạn khu vực đến từ Life. Và bây giờ thì sát thương bắt đầu được trả ngược lại khi mà nhận ra đối phương đã hết chiêu, có thiêu đốt được dồn vào. Lớp lá chắn đã được bật lên nhưng cuối cùng thì đó vẫn là lượng sát thương đủ đến từ cái thiêu đốt của D-Li. Và một mạng hạ gục dành cho vị trí của D-Li. Mặc dù Kak'Ma là người ăn được điểm hạ gục, nhưng với một trong mỗi mẫu tướng mà có sở hữu nhiều sát thương như này, với những điểm hạ gục sớm thì Kak'Ma có thể hướng tới cho mình những món trang bị gây thêm khả năng sát thương nhiều hơn, chẳng hạn như là một cái sách cũ mà anh ta đang cầm trên người, thì những tình huống cầu máu tiếp theo của D-Li nó sẽ là cực kỳ đau. Tấn công ra khu vực đường giữa, Umti có tốc biến ma thuật nhưng ngay lập tức phải sử dụng cái không thể lay chuyển của mình để có thể gia tăng thêm cho mình đó tốc độ di chuyển và ta thoát. Rong thì đang còn bỏ ngỏ và đội hình đến từ bên phía của Rion đang cố gắng tích lính ở khu vực đường dưới và khu vực đường giữa. Lớp giáp trụ khu vực đường dưới bây giờ chỉ còn lại là một và cơ sở để có thể gây sức ép nhiều hơn thuộc về cho bên phía của Rion. Đừng quên rằng dịch chuyển đến từ Short sẽ là nhỉnh hơn, mặc dù bây giờ mới chỉ phút thứ 13 mà thôi, nhưng mà trong bối cảnh là anh ta có thể dịch chuyển vào trong trụ thì với cái việc mà có mặt sớm hơn về mặt nhân sự thì nó cũng sẽ khiến cho bên phía của Rion có được thêm cái tương tác trong những cái tình huống giao tranh. Tên lửa đang đào siêu khủng khiếp nó hơi trễ và không có rồng dành cho bên phía của KT roster. Rất đáng tiếc, mặc dù đã có tầm nhìn ở trong khu vực hang rồng nhưng cuối cùng thì khả năng tham minh của em mình lại là chưa đủ tốt để có thể giúp cho KT roster cướp về được con rồng nước của ván đấu. Đó sẽ là con rồng thứ hai dành cho Fitbrand ở trong cái ván 1 của cặp thi đấu này. Đây là một trận đấu khó thì cho Gideon. Con Lee Sin của anh ta bị đánh bật ngược trở về với những sự xuất hiện đến từ cả Umti cũng như D-Li. Khu vực đường dưới để thua đã khiến cho Gideon hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát ở sông. Rất ít khi chúng ta nhìn thấy Gideon ăn được bất kỳ một cua nào ở trong cái ván thi đấu này. Anh ta chỉ có thể cố gắng giữ lại những cái nguồn tài nguyên ở trong phần rừng của mình và không để cho đối phương cướp mà thôi. Còn việc để cho Gideon tác động lên ván đấu thì như đã nói vẫn rất khó khi mà liên tiếp là những tình huống đi chung giữa rừng và hỗ trợ đối phương với nhau. Và anh ta không hề nhận được những sự hỗ trợ cần thiết đến từ vị trí của Lai, bởi vì Lai còn đang phải bận cover cho em mình để có thể giữ lại được cái trụ này. Nhưng đây là một tình huống mà Lai đã di chuyển lên cánh trên. Gideon đang ăn con sứ giả trên tầm nhìn đối phương và đang có Umti sẵn sàng xuất hiện ở đây. Liệu rằng có kịp trừng phạt con rồng đây không? Gideon cuối cùng anh ta bắt buộc phải bỏ con sứ giả. Cung phong linh đã có và hai mảnh của cái đại bác liên thành cũng đã được hoàn thành xong. Bây giờ vấn đề Hena đã chỉ là năng lượng của anh ta đang hơi thấp mà thôi. Còn Jinx của em mình với việc phải dãy hướng sang một cái dây cung nộ thì anh ta đang chưa hoàn thành xong được món trang bị thần thoại dành cho bản thân. Lượng tầm nhìn cắm ra xung quanh khu vực đường trên đến từ Fabian đang là quá tốt. Hena sử dụng cung phong linh để có thể cấu máu của em mình, và Umti thì đang sẵn sàng chụp tình huống băng trụ, chỉ cần họ nắm được thông tin đến từ vị trí đứng của Gideon mà thôi. Umti vẫn đang có mặt ở đây, tạo ra một áp lực chiêu cuối đang được vận ra và nó đẩy em mình về. Và đây sẽ là khoảng trống để cho Hena có thể lấy trụ. Nếu như không thả sứ giả khai nước, tôi nghĩ rằng khá là khó để lấy cái trụ này. Nhưng cuối cùng thì cái sức phòng ngự đến từ KT nó lại quá độ yếu ớt đi và họ chấp nhận buông bỏ cái trụ một ở khu đường trên nằm vào tay của đối phương. Và tiếp tục là một áp lực đến từ Kama và Caitlyn được triển khai đến từ bên phía của Rion. Lần này thì có luôn Lava với cú dịch chuyển khá là sớm trong đội hình của mình. Rascal dịch chuyển ra khu vực giữa với mục đích là phòng ngự, và liệu rằng anh ta có tạt cánh kịp hay không đây? Khả năng dọn dẹp lính đến từ Arya vẫn đang là đảm bảo để giúp cho KT chưa mất đi cái trụ một ở khu vực đường giữa này. Và Kiden đang cố gắng tìm kiếm một ai đó, anh ta đá sâu âm phụt vào vị trí của Lava. Và không hề có bất kỳ một pha insect nào được tung ra. Rascal cũng đã bị phát hiện tầm nhìn. Lee Sin là người bị giữ chân lại với cung ngữ, anh ta cố gắng hộ thể thoát đi nhưng Umti đang người lao theo. Gideon mất máu rất nhiều,
Siêu trọng lực được đặt ra rất khó chịu. Lava đã bị sấy bởi cái chiêu cuối đến từ Victor. Và bên này có một người bị mắc kẹt lại, đó chính là Ampi. Anh ta đã phải lên bản số. Người bị giữ chân lại tiếp theo đó chính là Squad. Anh ta đang bị quay lại giữa vòng vây của bốn thành viên đối phương, không có sát thương đến từ vị trí của Squad. Hai mạng gục nhanh chóng dành cho KT Rolster và họ sẽ tiến đến việc kiểm soát con rồng. Nhưng bên phía của Brian đang cố gắng chia trí đội hình của KT ra với một tiếng đẩy vào khu đường giữa, còn thiếu một hit bắn nữa thì cái trụ này mới phải nằm xuống. Nhưng cuối cùng thì KT cũng đã có một pha thi đấu thành công với hai mạng gục, cộng thêm với đó là chặn được chuỗi lên rồng của Fedebrand. Nó là cái bước tiến rất là lớn dành cho phía của KT khi mà trong tình huống vừa rồi thì họ chia được đội hình đến từ bên phía của Dawn ra. Và họ dứt điểm một mục tiêu cô lập cũng tương đối là tốt dành cho phía của KT nữa. Mặc dù đây là con Akali có rất nhiều cái khả năng chống chịu, cái ngưỡng sức mạnh của KT roster vẫn đang là hoàn toàn đủ để có thể thực hiện những tình huống tiến ra để cạnh tranh. Rusko đang muốn làm điều gì đó đặc biệt, anh ta găm phi tiêu chúng và đi lá sát thương rất nhiều. Sử dụng chiêu cuối lần hai có tên lửa đạn siêu khiếp nhưng nó đã được đỡ bởi Hena. Rusko vẫn đang chưa muốn buông tha, anh ta đang có bùa đỏ trên người, hồi lại E và đó là tình huống RW giúp cho đi lại hồi lại rất nhiều máu. Bây giờ Rusko anh ta đang bị hớ rồi và anh ta không còn đường về nữa, đó là điểm gục dành cho Hena. Amti kết được tràn lên và Gideon có thể sẽ là mục tiêu, bị giữ lại với cú hất vai của Amti và một người đang cố gắng tẩu thoát đó chính là Lai với tình huống sử dụng tân ngân thiên vương. Chúng ta lại một lần nữa là một tình huống hất vai trượt đến Amti nhưng lần này cú trước cuối chúng tới hai người, Lai bắt buộc phải nút Eming vào và nhả anh ta qua bên kia bờ tường. Eming có thể chạy thoát được nhưng người ở lại quên sinh đó chắc chắn sẽ là hỗ trợ Lai. Và ba điểm hạ gục, xin lỗi, hai điểm hạ gục nhanh chóng dành cho Fitbrain ở ngay thời điểm con rồng thứ ba của ván đấu, xin lỗi, con rồng thứ tư của ván đấu, nó chỉ còn cách việc hồi sinh có đúng 10 giây nữa mà thôi. Hết đét dành cho Rusko khi mà lượng sát thương của anh ta gây ra là không đủ. Và chưa kể đó là Eming nữa, tung chiêu cuối trúng vào một thành viên nào đó được che và nó không có nổ lan. Delay vẫn có cái lượng máu đủ đầy để có thể sống sót. Anh ta nâng cấp cái chuyên tâm để có thể bật ngược trở lại shot để có thể đánh chặn dành cho pha thi đấu đó. Nó khiến cho cái nhịp tấn công dành cho bên phía của KT gần như là bị chưng hửng. Con rồng này có được ăn kịp hay không đây khi mà Gildon bắt đầu di chuyển ra đây phía bên kia. Đội hình đến từ bên phía Gildon sẵn sàng, đang có 5 thành viên. Shot đang có cái vị trí đứng hơi bị cô lập, anh ta quay ngược trở lại tấn công vào Aria. 4 thành viên đến từ bên phía của Orion bên phía cánh phải. Và người đã bị đá ra đó chính là Amti và Gildon có tình huống sử dụng cái trừng phạt của mình và dứt điểm được con rồng thành công. Rusko đang cầu rất nhiều thời gian với cú bấm đồng hồ, anh ta né được cực kỳ nhiều chiêu và Delay đã bị giữ lại bởi Gideon. Một đòn đánh tay nữa và Gideon có địa gục đến từ vị trí của Delay, nhưng ai sẽ là người ngăn cản Hina gây sát thương trong tình huống này đây? Và câu trả lời là không ai cả. Phía bên kia thì Squad vẫn đang chấp 2/3 thành viên đối phương. Con Gargant của anh ta quá khó để tìm hạ gục. Rusko găm phi tiêu chúng nhưng mục tiêu găm chúng đó lại là Lava. Lava thì cực kỳ trâu với một con Rai hướng tới cho mình, đó là bằng giáp vĩnh cửu. Và liệu rằng Rusko có đủ sát thương để dứt điểm được Hina không? Anh ta có đủ sát thương để làm được điều đó nhưng cuối cùng thì vẫn là pha quét sạch dành cho bên phía của Brand. Rất khó khăn để cho bên phía của KT có thể nhắm vào người của Lava được nữa. Sự lựa chọn duy nhất của họ có lẽ sẽ chỉ là bộ đôi đường dưới của Hina và Delay mà thôi. Người bị đá ngược về đó là Squad, anh ta rất trâu với một con Gargant đang cực kỳ nhiều máu cũng như là khả năng chống chịu, tốc biến qua bên kia bờ tường và Rusko đu theo nhưng khoảng thời gian sút câu được đang là cực kỳ lâu. Và thời điểm đó thì Freeman đang thực hiện một tình huống ăn Baron và đó là Baron free, thậm chí là Squad còn chưa bị hạ gục, anh ta ngăn chặn được pha lava vào từ Rusko. Liệu rằng Rusko đủ sát thương hay không này, tôi nghĩ rằng là đủ khi mà anh ta đã hoàn thành xong cái mũ trụ nguyền rùa thì cái lượng sát thương theo phần trăm máu là rất đáng kể. Và cuối cùng thì Squad cũng đã chịu phải nằm xuống, nhưng bù lại với điểm hạ gục của anh ta phải bỏ xuống thì đội tuyển Freeman đã có được con Baron trên 14 thành viên. Lướt lên với cô linh bắn rất tự tin, chiêu cuối nhắm vào người Aria nhưng chắc chắn sẽ được che. Gideon vừa rồi có một tình huống mà cố gắng cài cắm vị trí của bản thân vào trong phần rừng phía sau lưng của Vibrant để thực hiện một tình huống có khả năng là sẽ inset được một ai đó về với góc tạt đầu. Nhưng khi mà anh ta phát hiện ra đối phương cũng đã có cái tầm nhìn ở trong rừng của nhà mình thì anh ta ngay lập tức phải lùi về và bây giờ vẫn đang tiếp tục là những áp lực được tạo ra đến từ bộ lại Baron này. Trụ hai đứng trên đang bị đẩy bởi Rai, người bị đẩy về đó chính là Tamken và trong tình huống đẩy quá tốt, Tamken cuối cùng cũng nuốt được vị trí của Aria về nhưng đó là Eming bị giữ chân lại và đó là pha sử dụng chiêu cuối rất tốt đến từ vị trí của Squad. Gideon lao vào nhưng ta không hề có sát thương, đây là một con Lee Sin lên thiên hướng là nhiều khả năng chống chịu và đó là cái trụ hai ở đường giữa của bên phía Freeman bị bóc đi ngay lập tức sau tình huống Eming bị hạ gục. Chiêu cuối nhắm vào vị trí của Aria nhưng Lai đã là người che và bây giờ thì sẽ là một tình huống giật về để ăn rồng đến từ Freeman. Liệu rằng Gideon có một tình huống cướp rồng nữa dành cho đình của KT hay không đây? Nếu như Gideon làm được điều đó thì KT sẽ xỉu 3 rồng và họ sẽ một bước nữa tiến tới con linh hồn rồng đất, nhưng cuối cùng thì không được, nhân sự thiếu và không có góc để vào.
để có thể đổi lấy xạ thủ quân phía đối phương là một tình huống trao đổi không thể nào tuyệt vời hơn. Và đây sẽ là một tình huống 2v1 thì phải khi mà Lava sẵn sàng để có thể can thiệp để coi vị thần này sẽ đánh lừa như thế nào. Rasko còn bản năng sát thủ kích hoạt lần 1, lần 2 thì hơi khó để có thể chạy. Điểm hạ gục tiếp theo thứ 11 dành cho bên phía của Rion sẽ có kiểu bóp và chừng như là bóp, nhưng cuối cùng là cũng chỉ là tạo ra thêm những cái hy vọng giả định dành cho Rasko là anh ta có thể thoát được mà thôi. Và bây giờ thì mất đi một lượng máu lớn thì liệu rằng bên phía của Fabian có muốn tổ chức một thứ Unbearer hay không? Họ muốn làm như vậy, một con thấu kính được cắm ra nhưng không đem lại nhiều cái tác dụng cũng như là thông tin dành cho bên phía của KT. Còn Shoot vẫn đang đứng ở đây như một cái bức tượng đá và ngăn cản những cái nỗ lực muốn lao vào. Live vừa rồi đã bị ăn một tình huống sứ giả phán quyết và anh ta bị đẩy lùi về rất sâu. Gideon, anh ta cướp được thành công của Baron dành cho Kitty Roster và anh ta thoát ra ngoài được không? Người thoát đi, Dorasco, còn Gideon cũng nhận được cú nuốt đến từ Live. Và lần này cú đẩy về của Woodsport không còn quá đẹp nữa nhưng nó vẫn là đủ để giúp cho Fenbren mở ra một tình huống giao tranh. Lava đang trưởng liên tục nhưng ta là một con Rai không có quá nhiều sát thương. Emin đang bị bắn nhưng Emin hồi máu lại được. Và đó là Emin với điều hạ gục, nhưng Henna cũng có được một điều hạ gục. Và bây giờ thì Henna đang cố gắng thả diều Rasco. Lava dứt điểm danh câu Henna. Trường trọng lực được đặt ra, Arian đang đấu tay đôi với Delay và rõ ràng Delay là người không có cửa trong kèo đấu này khi ta chỉ là một các ma hỗ trợ mà thôi. Mất đi 4 người sau một tình huống ăn Baron xong và họ có thể mất đi bùa lợi. Baron cuối cùng đang được giữ trên người. À xin lỗi, Baron là thuộc về các thành viên của KT Roster và họ có khả năng là có được một tình quét sạch, nhưng cuối cùng thì Delay với khả năng tạo giáp, anh ta vẫn có thể lùi về được và giữ được tính mạng này cho bản thân. Tình huống sứ giả phán quyết trước đó của Poppy lại nhắm vào hỗ trợ Live chứ không phải là Gideon. Và khi Gideon xuống tới hang Baron thì không còn cái cách nào để cho bên phía của Fabian có thể ngăn chặn anh ta nữa. Lại là sứ giả phán quyết, nhưng người bị đẩy về nó chỉ là Lai cùng với đó là Ariam thôi. Vẫn còn đó là Gideon đây, nhưng ta bị ép lui ra khỏi cái hang rồng với một tình huống sử dụng hất vai. Nhưng đó là pha hất tung chúng hai người đến từ Lai sát thương đang bắt đầu dồn vào. Như Rasko, anh ta bị cô lập lại và anh ta bị găm vào tường. Nhưng sát thương vẫn tạm thời lấy chiếc đường hết Lai bị đu bám. Và cuối cùng anh ta bị kẻ chết bởi vị trí của Aria. Và đó là điểm sắt đao dành cho vị trí của Emin. Với ma hạ gục của Delay vừa phải bỏ xuống tiếp tục tràn lên đến từ các thành viên KT Roster, trụ đường giữa đang được mở ra. Âm ti anh ta đang bị ngăn chặn thì hướng về bởi Gideon. Gideon không có nhiều sát thương cho lắm, nhưng để mà giữ chân con Poppy lại thì anh ta vẫn có đủ khả năng. Suốt đang cố gắng chặn lính, nhưng đợt lính ở đường giữa vẫn đang là đủ. Họ còn một đó là một con xe, nhưng có lẽ rằng KT sẽ không thể lấy được thêm những cái công trình của bên phía Fabian được nữa, khi một con xe là không đủ. Và con xe này có với sự cường hóa Baron thì nó cũng không thể nào giúp cho bên phía của KT có những tình huống chống chịu sát thương đến từ trụ được. Đây sẽ là trọng điểm dành cho hai đội tuyển trong khoảng thời gian sắp tới, khi đây là mục tiêu lớn duy nhất đang có mặt ở trên bản đồ. Con rồng thứ 7 của ván đấu là con rồng ngàn tuổi thì cũng còn cách cái việc hồi sinh tới 1:30 nữa mà cơ. Henna đang liên tục cố gắng cầu máu các thành viên của KT với những hit bắn có cái đại bác của anh ta, nhưng cũng phải thực sự là cẩn trọng khi anh ta có khả năng bị ăn những cú kẻ đến từ Aria. Chiều cuối của Poppy lại được vận lên, nó không nhắm trúng vào ai cả. Lại lướt cung phong linh đến từ Henna. Em mình bắn bắn rất đau, anh ta bị giữ chặt lại vô cùng, anh ta bị ném rất nhiều, nhưng cuối cùng đó là chiều cuối đẩy ra đến từ vị trí của Squad. Emin đang không có máu như năng lượng, anh ta đang bị out combat và lao vào đến từ vị trí Rasko, nhưng anh ta ngay lập tức bị dứt điểm. Không, đó là Gideon. Rasko thì phải dùng chiều cuối để có thể thoát về. Lai đang bị cô lập với một góc hoàn toàn trái ngược với những người đồng đội của mình. Rasko lao vào, anh ta có đủ sát thương để dứt điểm được Squad, nhưng ta bị đẩy văng vào tường. Anh ta tàng hình cố gắng lùi về và anh ta tạm thời thoát đi được. Mỗi bên mất một thành viên chống chịu, và với việc còn dừng thì Fabian đang là đội tuyển chủ động tiến ra cùng hai Baron. Một tình huống giao tranh của 1-9-1-10. Henna mặc dù trong cái pha thi đấu vừa rồi anh ta bắn rất cháy máy và đội hình đến từ bên phía của KT Roster không thể nào có góc vào. Cái khả năng giữ cự ly đội hình đến từ bên phía của Rion ở trong pha thi đấu đó là tốt. Lúc nào đứng trước mặt Henna cũng là hai dàn trắng chất lượng, họ không vội vàng để có được những cái tình huống đột biến và đội hình cần đột biến đến cho bên phía của KT Roster nhiều hơn. Có Baron lần này được ăn một cách khá chỉnh chu đến từ bên phía của Rion. Ok. Ôi, vẫn thuộc về cho ông Tây và đó là tình huống mà ông Tây phải bắt buộc tốc biến để có thể chạy. Lava sử dụng cái chiêu cuối của anh ta để có thể giúp cho những người đồng đội của mình đào thoát rồi. Pha trừng phạt rất thoát tim dành cho Amti. Nếu như pha đó mà KT họ có tầm nhìn ở trong cái khu vực ngang Baron thì chắc chắn rằng sẽ mở ra một tình huống có cơ hội cướp đến từ đội hình của KT. Lava ăn bị ăn trưởng bởi Lava bởi Arian, nhưng ta không hề nào hết cả. Rasko đang cố gắng tìm kiếm vị trí Henna và anh ta Rasko tìm Henna. Và bên này thì chỉ còn những thành viên chống chịu đến từ bên phía Free Baron mà thôi. Vẫn còn đó là Lava và con bài Rai. Nhưng đây là Rai tank. Liệu rằng ta có thể carry được lượng sát thương dành cho những người đồng đội của mình hay không? Đây có lẽ sẽ phải bỏ rồng trong tình huống này, khi mà bên phía KT họ vẫn còn đó vị trí xạ thủ. Và với bụi Leveron thì Baron
thì Fitzpatrick vẫn còn đó là những cái khả năng tạo ra thêm áp lực ở các khu vực đường. Nhưng quyết định của họ đó là quay trở lại khi mà Amti đã về nhà để hồi phục, nhưng sát thương đang được dồn vào con rồng này tương đối nhanh và quyết định Brand có lẽ sẽ là bỏ khi họ không có đủ mắt. Suốt đang là người di chuyển vào để lấy thêm thông tin dành cho bên phía Brand. Ở đây không có rừng, Amti còn ở quá xa. Và liệu rằng sẽ lấy cái gì ra để cướp đây? Con rồng vẫn đang chưa được ăn, KT vẫn đang quyết định là chưa dứt điểm con rồng này. Họ đã cố gắng lao vào, Rascal lao vào và cố gắng bắt về chiến lava, nhưng lava có quá nhiều kháng phép. Rascal thoát về với cú chiêu cuối lần 2 của mình và cuối cùng thì cũng đã có rồng dành cho KT. Và con rồng này nó được tồn tại trên người 3 thành viên đó, Rascal, Gideon cùng với đó là Emin. Phía cánh bên kia thì bởi vì chỉ có một mình lan và gây sát thương mà thôi, và lượng sát thương đó là không đủ. Ui, vừa mới khen Rascal chạy được hay không đây, đang cố gắng cắt R2 để có thể chạy và ta rút lui được thành công. Lava vẫn đang có ý định truy đuổi, cú đến từ Gildon đó, tình huống can thiệp kịp thời đến từ câu bài Lee Sin. Và đó là tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp cũng rất là tốt đó, tình huống tên lửa đã ngắt cú biến về, đúng là như vậy. Và người đang bị dư chân lại đó là Lava, đường dưới đã mất đến từ các thành viên của Fedibrand và Katie Roster vẫn còn đó, và là ba thành viên ở đây. Họ tiếp tục tràn vào với tốc độ bắn đến từ Emin đang là cực kỳ cháy máy. Vanh tắc có rồng ngàn tuổi trên người, đi lại chắc chắn cũng sẽ phải đi theo. Và điều dành cho Emin, họ đang chuyển qua bắn nhà và liệu rằng có thể ngăn chặn tiếng bắn nhà để không để Emin vẫn đang xả đạn. Xong rồi, có nuốt đến lại, và đó là chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên dành cho Katie Roster.